điều khiển trận đấu là tổ trọng tài liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, trọng tài thứ nhất ông Trần Trung Hiếu, trọng tài thứ hai ông Tân Hoàng Anh. Số 6 Đỗ Thị Hiền, số 7 Phạm Thị Diệp, số 11 Phạm Thị Phương, số 14 Tô Thị Huệ đội trưởng, số 15 Hoàng Thị Minh Quân, số 18 Nguyễn Thị Uyên, còn đội viên Nemo số 12 Bùi Thị Hương, huấn luyện viên trưởng ông Thái Thanh Tùng. Thành phần thi đấu của đội bóng chất Đức Giang Hà Nội, số 2
Thái Bình. Trận đấu rất hấp dẫn. Hóa chất Bắc Giang có mặt trên sân nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh Bắc Ninh rất là đông để cổ vũ cho đội nhà. Đi vào. Tôi biết đảm bảo đây. Phát bóng ngoài sân. Tình huống
Có những thời điểm
Nikodo Thái Bình đã bỏ ra trước Đức Giang Hà Nội, nhưng bây giờ đã để cho Đức Giang Hà Nội rút ngắn với tỷ số 12-11, khoảng cách đang là một điểm. Trước nhưng mà không tận dụng được tình thế khi phát bóng gỗ. Và chất Đức Hàng đang dẫn trước 2 điểm so với Mikado Thái Bình. Đức Giang có những
cầu thủ và những nữ cầu thủ rất xinh đẹp. Đây là người kia. Các cầu thủ của Đức Ca Nàng tất cả đều là những đóa hồng, không những mạnh mẽ trong thể thao mà còn rất là duyên dáng trong đội hình của mình. Còn hay quá, cứu bóng rất tuyệt vời. Vẫn còn Hóa chất Đức Giang. Vẫn còn, không được. Bây giờ là 15-17. Hóa chất Đức Giang đã rút ngắn tỷ số xuống còn 15-17. Nhảy rất cao, pha đập của cô không để cho Thái Bình có cơ hội lên điểm. Ngay lập tức thì Thái Bình trả lời với một pha bóng rất mạnh và giành quyền phát bóng. Đức Giang Hà Nội. Bóng ngoài sân rồi, rất tiếc. Thank you.
Cardo Thái Bình đã để cho Hóa Chất Đức Giang dẫn điểm, không còn giữ được những thế trận đánh như những phút đầu tiên. Chất Đức Giang ổn định lại đội hình và giành điểm. Chúng ta